thành phố Hồ Chí Minh cần phát triển công nghiệp đường sắt để tự làm metro. Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 1 hoàn thành 200 km metro còn lại. Giai đoạn kế, thành phố Hồ Chí Minh phải phát triển ngành công nghiệp đường sắt đô thị để có thể tự làm tiếp nhiều tuyến metro khác. Đặc biệt trong quy hoạch, xây dựng hạ tầng, nghị quyết 98 cho phép thành phố thí điểm mô hình TOD đối với các vùng phụ cận dự án metro số 1, 2, vành đai 2, 3, 4, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, một bài. Thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát quỹ đất dọc các nhà ga và vùng phụ cận nút giao thông những dự án này, có gần 10.000 hecta đất cùng nhiều đất công có thể huy động để khai thác, chuyển hóa nguồn lực để đầu tư các công trình khác, ông Mãi cho biết. Theo lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, triển khai mô hình TOD không chỉ khai thác quỹ đất mà còn là động lực để thành phố mạnh dạn điều chỉnh quy hoạch theo mô hình đô thị đa trung tâm. Nếu làm tốt TOD, thành phố vừa có kinh tế phát triển hạ tầng, vừa có thể đẩy nhanh mô hình đô thị đa trung tâm. Ví dụ với khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, từ đây vào trung tâm hơn 40 phút, từ Phú Mỹ Hưng đến sân bay khoảng 40 phút nữa. Điều này khiến thành phố chưa thể phát triển, lãnh đạo thành phố dẫn ví dụ. Thành phố Hồ Chí Minh có 8 tuyến metro theo quy hoạch, nhưng sau 20 năm triển khai chưa có tuyến nào hoàn thành. Ngoài tuyến 2 đang triển khai bước đầu, các tuyến khác chưa được đầu tư. Với khó khăn về nguồn lực hiện nay, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết nghị quyết 98 cũng cho phép thành phố huy động trái phiếu quốc tế, trong nước để xây hoàn thiện hệ thống metro. Lãnh đạo thành phố sắp ngồi với tổ metro bàn về việc huy động nguồn vốn đủ lớn để xây đồng bộ 200 km metro còn lại, Chủ tịch Phan Văn Mãi thông tin. Người đứng đầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho biết để hoàn thành hệ thống metro, thành phố cần nguồn lực rất lớn với mô hình tổ chức đột phá tương tự vành đai 3. Nếu tiến hành như cách làm thông thường, giai đoạn chuẩn bị cho metro phải mất 7, 9 năm, hơn 20 năm mới có thể xong một tuyến. Thành phố Hồ Chí Minh xác định cần rút ngắn thời gian chuẩn bị còn 3 năm. Đồng thời, thành phố chia rõ giai đoạn 1 hoàn thành 200 km metro còn lại. Giai đoạn kế, thành phố phải phát triển ngành công nghiệp đường sắt đô thị để có thể tự làm tiếp nhiều tuyến metro khác. Sau khi điều chỉnh quy hoạch, 8 tuyến metro dự kiến hoàn thành đồng bộ vào năm 2035 theo kết luận 49 của Bộ Chính trị. Sau đó, thành phố tiếp tục mở rộng hệ thống metro lên gấp đôi, tự vận hành. Lãnh đạo thành phố đặt mục tiêu và cho biết điểm thuận lợi hiện nay là nghị quyết 98 cho phép thành phố đề xuất với cấp thẩm quyền giải quyết các vấn đề lớn như trên.